Uống nước cây xả nấu cùng thứ này, thần dược đắt giá để chữa bệnh, bổ ngang nhân sâm mà nhiều người vẫn còn chưa biết. Rất vui khi được gặp lại bà con cô bác trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, củ xả là một loại cây gia vị được dùng phổ biến để làm gia vị chế biến rất nhiều món ăn ngon. Đây cũng là gia vị có thể kết hợp cùng nhiều thực phẩm và làm dậy mùi thơm, khử mùi tanh cho các món cá, gà, vịt. Và không biết là ở gia đình cô bác thì thế nào, chứ mẹ tôi mà nấu món ăn thì hầu như ngày nào cũng thêm xả vào. Ví dụ các món như là gà kho, vịt kho hay cá kho của bác ạ. Nhưng mà phải công nhận là những món ăn có thêm vị xả đều mang đến các hương vị thơm ngon và hấp dẫn, kích thích vị giác. Ngoài làm tăng hương vị cho các món ăn, xả cũng có nhiều thành phần có giá trị cũng như lợi ích cho sức khỏe con người. Trong đông y thì xả được coi là một vị thuốc chữa bệnh hữu hiệu, đặc biệt là theo các nghiên cứu y khoa thì xả có thể giúp chữa những loại bệnh nguy hiểm, điển hình là ung thư và các bệnh lý về tiêu hóa, nếu được sử dụng đúng phương pháp. Vậy những bài thuốc từ củ xả có tác dụng cụ thể như thế nào và chúng ta cần phải sử dụng ra sao, có lưu ý gì khi sử dụng hay là không? Ngay bây giờ, xin mời cô bác hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn trong chương trình hôm nay. Theo các chuyên gia về sức khỏe, xả mang lại rất nhiều giá trị về mặt dinh dưỡng. Trong xả có chứa rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe con người, đặc biệt là hợp chất mangan, một chất dinh dưỡng thiết yếu có tác dụng điều trị các bệnh về loãng xương, thiếu máu, hội chứng tiền kinh nguyệt. Bên cạnh đó, xả còn có chất kháng khuẩn mạnh mẽ, tác dụng sát khuẩn, giảm đau. Cây xả được ví như một kho báu của tinh dầu. Lá xả chứa tinh dầu dễ bay hơi, thành phần chính của thân cây xả có chứa các hương thơm mùi chanh một cách tự nhiên và các tinh chất rất đặc biệt khác. Theo đông y, cây xả còn có tên gọi khác là hương mao, cỏ chanh, có mùi thơm rất đặc trưng. Bất kỳ ai khi chạm tay vào cây xả, chỉ ngửi thôi cũng đã muốn chiếm hữu ngay cho riêng mình bởi mùi hương thơm ấn tượng khó quên này. Và từ xưa đến nay thì con người đã sử dụng một cách triệt để từ gốc đến ngọn của cây xả, dùng tươi, phơi khô, ướp lạnh hay là chế biến nhiều dạng thành phẩm khác nhau, đặc biệt là được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế, sản phẩm dược và hương liệu phục vụ đời sống. Với những đặc tính nổi bật như đã chia sẻ ở trên, cây xả đã được nghiên cứu và chứng minh là có nhiều tác dụng chữa bệnh cho sức khỏe. Tính an toàn, hiệu quả mà loại cây này mang lại rất được nhiều các chuyên gia khẳng định. Trong đó nổi bật nhất là tác dụng giải độc, giải cảm của bác ạ. Tác dụng đầu tiên của cây xả chính là khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư. Trong xả có chứa hợp chất citran, được biết đến là hợp chất quan trọng sẽ có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư cũng như bảo vệ tế bào khỏe mạnh. Ngoài ra, cây xả còn có chứa vitamin A, cũng là một trong số các hoạt chất chống oxy hóa, ngăn chặn tế bào ung thư. Chính vì thế, cây xả là một loại gia vị được khuyến khích nên được sử dụng thường xuyên hoặc là uống trà, có thêm xả để bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Tác dụng thứ hai của cây xả chính là giúp tiêu hóa tốt, chữa đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Xả có vị cay tê nhưng không nóng, khi kết hợp với các món ăn sẽ giúp kích thích vị giác. Đây cũng là chất giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, có khả năng tiêu hóa trong cơ thể, chống đầy hơi, ngăn ngừa sự hình thành của đờm nhớt, chống hôi miệng. Tinh dầu từ cây xả cũng giúp hỗ trợ ăn uống kém, giải quyết các vấn đề về đường tiêu hóa, giảm cảm giác buồn nôn, giảm chứng đau bụng, dạ dày và tiêu chảy. Trà từ cây xả và tinh dầu của cây xả có thể uống khoảng 3 đến 4 giọt với nước đun sôi để nguội, sẽ có tác dụng hỗ trợ tình trạng ăn kém, tiêu hóa kém, buồn nôn, nôn mửa, kích thích trung tiện, đau dạ dày, nóng trong, co thắt ruột và tiêu chảy. Cô bác có thể uống 3 đến 6 giọt tinh dầu, chữa đau bụng đầy hơi, khử hôi miệng, tiêu đờm, loại bỏ khí trong ruột. Hoặc cô bác lấy cây xả tươi khoảng 30 đến 50 g đun sôi, pha với một chút đường phèn, uống nóng khoảng 2-3 lần trong ngày. Dùng để chữa bội thực, đau bụng tả, nôn ọe, cảm sốt, ngộ độc rượu, liều dùng từ 6 đến 12 g. Tác dụng thứ ba của cây xả đó là tác dụng giải độc, thanh lọc cơ thể. Các thành phần trong cây xả sẽ có tác dụng loại bỏ axit uric và các chất độc hại trong cơ thể. Như vậy, đây được coi là một bài thuốc giải độc hiệu quả, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, thanh lọc và lợi tiểu. Khi cô bác ăn xả hoặc uống nước từ cây xả sẽ giúp tăng cường số lượng cũng như tần suất cô bác đi tiểu, giúp cho gan, đường tiêu hóa, tuyến tụy, thận và tuyến bàng quang sẽ luôn được sạch sẽ, hỗ trợ loại bỏ các chất độc hại cũng như giảm axit uric. Đặc biệt là xả có tác dụng giải rượu rất nhanh. Cô bác chỉ cần sử dụng một ít xả giã nát, thêm một chút nước lọc và gạn lấy một chén và cho người bệnh uống. Nếu như cô bác bị say rượu mà uống vào sẽ nhanh chóng tỉnh, đỡ mệt và giảm đau đầu. Cũng chẳng phải nói đâu xa, cứ như bản thân tôi đây, rất hay bị nóng trong, nhiệt miệng rồi nổi mụn, đặc biệt là vào ngày hè. Do tính chất công việc cũng như sự thay đổi thời tiết nên cơ thể của tôi thường cảm thấy rất mệt mỏi. Do đó tôi rất hay nấu nước chanh, xả và đường phèn để uống cô bác ạ.
Đều đặn mỗi tuần vài ngày thì tôi đều uống thức nước này giúp thanh lọc cơ thể. Và sau đó thì tôi cũng thấy là sức khỏe của mình đã có sự cải thiện, da dẻ cũng đẹp hơn mà người thì không bị bức bối khó chịu nữa. Vào những ngày hè sắp đến thì các bác cũng hãy thử áp dụng công thức nước uống này xem sao các bác nhé. Tác dụng thứ tư của cây xả đó là giải cảm trị nhức đầu. Đây cũng là một trong những tác dụng được ứng dụng nhiều nhất trong đời sống hàng ngày. Sử dụng lá xả cùng một số loại lá như kinh giới, tía tô, trắc bách diệp, bạc hà, chanh, ngải cứu, lá tre, lá ổi. Mỗi một nồi nước thì sẽ dùng 5 loại lá, đun sôi, sau đó sử dụng để xông giải cảm rất hiệu nghiệm. Cô bác chuẩn bị đầy đủ các gia vị như là xả, tía tô, kinh giới, ngải cứu, thêm khoảng 3-4 củ tỏi nấu thành nước xông, hoặc là sử dụng xả, lá tre, lá bưởi, lá chanh, lá tía tô, lá ổi để nấu nước xông. Trước khi xông lên, hãy múc sẵn một bát để riêng, xông xong thì uống ngay rồi đắp chăn nằm nghỉ sẽ đỡ bệnh cảm cúm đi rất nhiều. Hoặc cô bác cũng chuẩn bị khoảng 200g mỗi vị gồm rễ xả, trần bì, sinh khương, tô tử rồi cho vào cối giã nát. Sau đó cô bác đem ngâm với 200ml rượu trắng khoảng 45 độ, dùng với 400g bách hội bỏ lõi thái nhỏ, sao vàng là cô bác đã có ngay rượu thuốc ngâm. Uống sử dụng trong 3 ngày, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần từ 5 đến 10ml sẽ khỏi bệnh ngay lập tức. Ngoài những tác dụng kể trên, tinh chất trong xả còn có tác dụng làm giảm huyết áp, làm tăng tuần hoàn máu, giúp giảm bớt các vấn đề về huyết áp. Do đó, cô bác có thể thêm xả vào trong chế độ ăn uống hàng ngày hoặc là sử dụng các loại thức uống từ cây xả để ổn định huyết áp hơn, cô bác nhé. Ngoài việc có tác dụng để trị ho, cảm cúm, ngăn ngừa ung thư da, uống nước xả còn có tác dụng rất tốt cho người bị cao huyết áp. Trong thành phần của cây xả có chứa các hợp chất giúp giảm huyết áp, làm tăng quá trình tuần hoàn máu, ổn định đường huyết. Một ly nước trái cây có thêm một vài nhánh xả vào có thể làm giảm huyết áp đáng kể, chẳng hạn như nước trà đào cam xả hay là trà cam quế xả. Tuy nhiên, cô bác cần phải lưu ý rằng khi bị tăng huyết áp thì một cốc nước xả sẽ nhanh chóng cải thiện tình hình tốt nhất. Chính vì vậy, lời khuyên từ các chuyên gia đó là cô bác hãy thường xuyên uống nước xả nếu bị tăng huyết áp. Đặc biệt là uống nước xả giảm cân thì cũng chỉ dành cho người bị cao huyết áp thôi. Đối với những người bị huyết áp thấp thì cô bác không được uống vì sẽ làm huyết áp của cô bác càng giảm xuống hơn và điều đó sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cô bác. Bên cạnh những tác dụng tốt cho sức khỏe kể trên, cây xả còn có tác dụng cho sắc đẹp, làn da, đặc biệt là khả năng hỗ trợ giảm cân. Vì thế được rất nhiều các chị em sử dụng trong lĩnh vực làm đẹp. Các dưỡng chất có trong xả còn giúp cải thiện làn da, tinh dầu trong củ xả giúp điều hòa hệ thần kinh được ổn định, cải thiện các chức năng của hệ thần kinh. Ngoài ra, cây xả còn là nguyên liệu không thể thiếu trong rất nhiều ngành công nghiệp mỹ phẩm vì nó có nhiều lợi ích cho làn da. Tinh dầu của xả giúp cải thiện chất lượng của da như giảm mụn trứng cá và mụn nhọt. Nó cũng có tác dụng làm săn chắc cho các cơ và mô của cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chất trong cây xả có khả năng đáp ứng rất tốt việc điều trị bệnh nhiễm nấm, nhiễm khuẩn ngoài da. Trong dân gian của chúng ta thì cây xả tươi được sử dụng để đun nước tắm để sát khuẩn trên da hoặc là sử dụng tinh dầu xả để chữa nấm. Tinh dầu xả có chứa các hoạt chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, nhờ đó mà các tế bào nang nuôi tóc sẽ được bảo vệ khỏi nguy cơ tổn thương dẫn đến bệnh rụng tóc. Đó là lý do vì sao trong các loại dầu gội thảo dược sẽ luôn có thành phần của tinh dầu xả của bác nhé. Cô bác có thể đun nước lá xả, vỏ bưởi, hương nhu, bổ kết để gội đầu, vừa sạch gầu, hết ngứa, lại giúp tóc của cô bác óng mượt hơn. Hoặc đơn giản là cô bác tìm mua các loại dầu gội có nguồn gốc thảo dược để sử dụng, nhưng mà hãy lựa chọn mua những loại dầu gội có thương hiệu và được bán tại các cơ sở uy tín. Như đã chia sẻ thì cây xả còn có tác dụng nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, cây xả có khả năng hỗ trợ giảm cân nữa. Chuẩn bị khoảng 10 nhánh xả tươi đã làm sạch, 2-3 lát chanh tươi và mật ong nguyên chất. Đầu tiên là cô bác hãy mang xả đi đập dập, bỏ vào nồi đun sôi. Tiếp theo cô bác sẽ cho một vài lát chanh vào đun cùng. Cuối cùng là cô bác rót nước xả và chanh đã để nguội, pha thêm một chút mật ong. Thức uống này có thể giúp cô bác giảm cân hiệu quả hơn và cô bác nên uống vào lúc sáng sớm. Ngoài ra, thức uống này còn có thể giúp cô bác hỗ trợ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giúp máu được lưu thông tốt hơn, đồng thời đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn. Cô bác có thể trồng một khóm xả trong vườn nhà để làm cảnh, vừa để đuổi muỗi hoặc là sử dụng bình xông tinh dầu xả đều có hiệu quả cao. Tinh dầu xả có mùi hương thơm nồng, rất được yêu thích để xông ở nhà, phòng ngủ, tạo mùi hương dễ chịu cho căn nhà và giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, tạo cảm giác thư giãn khi cô bác nghỉ ngơi. Cô bác thân mến, cô bác có biết không, cây xả không chỉ chứa nhiều thành phần hữu hiệu có tác dụng điều trị bệnh mà chúng còn được sử dụng rất phổ biến trong đời sống với nhiều lợi ích khác trong sinh hoạt hàng ngày nữa. Điển hình là khả năng xua đuổi côn trùng của bác ạ.
Cô bác tuyệt đối không được sử dụng sả làm thực phẩm chế biến thức ăn cho bà bầu, vì sả có thể kích thích tử cung, gây nguy cơ sẩy thai rất cao đấy nhé. Tính ấm và tác dụng làm ra mồ hôi của cây sả có thể làm hao khí, tân dịch, nên các trường hợp cơ thể bị hư nhược, các chứng bệnh do nhiệt gây ra như cảm nhiệt, cảm nắng, chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng sả để uống hoặc là để xông. Mặc dù cây sả có nhiều tác dụng và lợi ích đối với sức khỏe là vậy, nhưng nếu chúng ta không sử dụng đúng cách thì vẫn có tác dụng phụ. Theo đó, việc sử dụng sả và các sản phẩm chiết xuất từ cây sả phải lưu ý về những vấn đề như sau. Hãy chỉ sử dụng trong trường hợp bị cảm lạnh, bị ho do nhiễm lạnh thôi các bác nhé, còn cảm nhiệt thì tuyệt đối không được sử dụng đâu. Hơn nữa thì ngày nay, nhiều người còn sử dụng tinh dầu sả để tiết kiệm thời gian. Để phát huy tối đa tác dụng của tinh dầu, các bác cũng cần phải lưu ý như sau. Đó là các loại tinh dầu nói chung đều có đặc điểm là rất dễ bay hơi nếu gặp nhiệt độ cao. Vì vậy, nếu sử dụng tinh dầu để các bác xông, ví dụ như xông tắm hoặc là xông cảm lạnh, thì chúng ta nên cho tinh dầu vào sau cùng, sau khi đã đun xong nước sôi. Và chúng ta cũng đừng quên đậy nắp kín sau mỗi lần sử dụng tinh dầu sả, tránh trường hợp bay hơi và mất đi tác dụng. Như vậy sẽ giúp chúng ta phát huy được tác dụng của tinh dầu sả một cách được tốt hơn các bác nhé. Các bác thân mến, sức khỏe là điều đáng quý và ngày nay chúng ta luôn phải đối mặt với những căn bệnh, thông thường do sự thay đổi của thời tiết gây ra. Một số căn bệnh có thể đến rồi đi, một số căn bệnh thì cũng được chữa rất đơn giản, chỉ bằng những cây thuốc vườn nhà dễ kiếm, những bài thuốc dân gian hiệu quả, những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc mà chi phí thấp, ai cũng có thể làm được. Do đó, sau khi theo dõi xong nội dung chương trình hôm nay, hy vọng cô bác có thể biết thêm những công dụng, bài thuốc hữu hiệu khác từ cây sả trong vườn nhà. Nếu cô bác có thêm những bài thuốc hay, bổ ích nào khác thì cũng đừng quên chia sẻ xuống phần bình luận để mọi người cùng được biết cô bác nhé. Rất cảm ơn cô bác đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau trên kênh An Tâm Sống Khỏe.